Vâng, chào các bạn nhé. Chào các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm một cái video review cho các bạn xem một cái máy bu lông bắn dùng điện 220 các bạn nhé. Đây là một cái máy bắn bu lông chạy điện 220V của hãng DCA, sản xuất tại Trung Quốc. Hàng này cũng rất là chất lượng mà tôi từng bán cho khách rất nhiều. Thì có khách hỏi thì tôi làm video cho các bạn xem. Thế thì với cái máy bắn bu lông này ở hãng DCA nó có rất nhiều mã các bạn nhé. Thì đây cái mã này là một cái mã bắn bu lông tối đa maximum đến phi 32 các bạn nhé. Phi 32 cái đầu này này, phi 32. Thế thì cái máy này nó có cái mã như sau. Đây, cái mã đây. Cái mã máy này nó sẽ là mã APB22C các bạn nhé. Công suất con này là 620W các bạn nhé. Và còn một cái mã to hơn nữa là mã phi 36, công suất là 1050W. Còn một mã bé hơn cái mã này nữa thì gọi là cái mã này là cái mã bắn tối đa đến phi 24 các bạn nhé. Thì cái mã này nó sẽ là có tên là APB20C. Đó, các bạn thấy không ạ? Nhỏ hơn một chút. Cái đấy có thể bắn đến bu lông 24 và cái này bắn đến bu lông 32 các bạn nhé. Còn một to hơn nữa là bu lông 36, còn một loại to hơn nữa cơ. Nhưng mà đây tôi sẽ làm video tập trung vào cái bắn bu lông 32 này. Thì cái máy này nó rất đơn giản thôi các bạn ạ. Nó chỉ có một tay lắm để hỗ trợ chúng ta phần chức năng cầm, để chúng ta hai tay chúng ta cầm cho nó dễ. Còn cách sử dụng thì cái này rất dễ rồi. Sử dụng thì cái này bạn thấy không ạ? Khi bạn sử dụng thì cái này nó sẽ có công tắc có hai chế độ. Một bật lên trên là chạy một chiều, bật xuống dưới là mà chạy một chiều các bạn nhé. Đó. Chiều trái chiều phải đó là chiều bắn vào chiều bắn ra thế thôi. Cái này thì khi mà hỏng công tắc rất dễ thay, chúng ta chỉ có việc tháo ba cái ốc này ra thôi là thay công tắc được các bạn nhé. Thế còn thay than thì nó thay ở đây bên hông này, thực ra thì rất lâu có thể thay than các bạn ạ. Đó. Trong máy này thì nó sẽ có một cái tay lắm này để cho chúng ta cầm để hỗ trợ chúng ta khi chúng ta sử dụng. Và đây là tay cầm của nó chính, còn đây tay lắm phụ để cho hỗ trợ chúng ta quá trình sử dụng bắn bu lông. Cộng với một cái đầu khẩu này là khẩu lớn nhất để nó cho ta biết rằng chúng các bạn sử dụng đến đầu này là đầu lớn nhất. Cho nên bạn bắn đầu to hơn quá thì sẽ không đảm bảo về mặt kỹ thuật an toàn cho máy các bạn nhé. Đấy thì bao giờ cái trong cái máy bắn bu lông nó sẽ có một cái đầu khẩu giới hạn maximum, tức là đầu khẩu lớn nhất mà có thể bắn được. Đó. Thế thì cái này lực cũng tương đối lớn đấy các bạn ạ. Thì tôi đọc qua cho các bạn xem. Thứ nhất là về công suất là 620W, tốc độ là 1600 vòng trên phút. Đó. Đấy là trong trường hợp mà bé nhất. Còn trường hợp nữa là nó chạy cái này ở điện áp là 220V các bạn ạ. Cái máy này nó có một cái hay như này các bạn ạ. Ở cái chỗ là sử dụng khi mà nó hỏng thì có đồ thay rất là dễ. Và đây là một trong những cái lý do mà ba cái nguyên tắc khi mua máy cầm tay hay máy điện mà tôi đã từng chia sẻ trên YouTube với các bạn nhé. Thì cái lý do rất quan trọng đó là phù hợp với giá tiền, từ nhu cầu sử dụng cho đến là phù hợp giá tiền và chất lượng. Và cái thứ ba đó là khi hỏng đồ sửa chữa thay thế các bạn nhé. Đây là một hãng tôi cảm thấy sử dụng rất là yên tâm, nên tôi hay làm video review về cái sản phẩm của DCA này các bạn ạ. Giá thành thì rất là hợp lý. Thế còn ở trên này thì nó là con máy DCA20C các bạn nhé. Con này nó là 20C. Con này thì bé hơn các bạn ạ, con bé hơn. Con này bắn đến đầu bu lông là 24 các bạn nhé. Công suất con này chỉ có 340W thôi các bạn ạ. Đó, 340W. Cũng chạy điện 220. Thì qua cái video này cho các bạn biết thêm được một số cái đầu bắn bu lông bằng điện 220 của hãng DCA. Là một trong những hãng tôi rất yêu thích. Thì lý do là thứ nhất, giá tiền thì phù hợp, chất lượng thì rất chi là ổn định. Rất tiếc tôi nói thì các bạn cho rằng là dẻo mỏ nói bán hàng, không phải đâu các bạn ạ. Nói có thế nào tôi nói vậy. Đây là sự thật các bạn nhé. Sự thật của nó là như vậy. Chúng ta phải thừa nhận sự thật của nó thì chúng ta mới dám nói đi. Còn nếu mà
sự thật nó không như vậy, mà nói quá lên thì nó sẽ tạo thành một cái sự giả dối, sự lừa đảo các bạn ạ. Vâng, chào các bạn, hẹn các bạn ở video khác nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình để tăng lượt sub, và có những câu hỏi đáp gì về những cái máy này hoặc cái máy khác liên quan đến máy cầm tay, máy điện thì các bạn hãy comment ở phía dưới, để lại số điện thoại, hoặc có thể kết bạn Zalo với tôi qua ở phía dưới video này, và có thể gọi đến chúng tôi qua hotline để chúng tôi tư vấn. Xin chào các bạn.